Địch Lệ Nhiệt Ba mê lì hơn cả Dương Dương trong màn đạo dáng nam nhân chất lượng cao. Nhiệt Ba và Dương Dương cùng bắt chước đạo dáng nam nhân chất lượng cao khiến fan vô cùng thích thú. Nhiều người còn nhận định thần thái của cô nàng kiểu tinh tinh, ngầu và mê lì hơn cả Vũ Đồ. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu dáng người thướt tha và gương mặt đẹp lạ, nên hình ảnh bên ngoài của cô luôn khiến bạn bè đồng trang lứa choáng ngợp. Xét về tài nguyên điện ảnh và truyền hình, cô cũng nằm trong đội hình ngôi sao hạng nhất. Ngoài đời, Địch Lệ Nhiệt Ba có tính cách vui vẻ hoạt bát, trong công việc cô ăn mặc sành điệu để chứng minh cho vẻ đẹp thời trang và sức quyến rũ của mình. Còn lúc bình thường, cô sẽ trở thành một cô gái dễ thương và vô cùng hài hước. Nhiệt Ba mê lì hơn cả Dương Dương trong màn độ dáng nam nhân chất lượng cao. Địch Lệ Nhiệt Ba đăng 4 bức ảnh selfie tuyệt đẹp. Lần này, mỹ nhân thân cương bắt chước nam nhân chất lượng cao để tạo dáng và đăng bài. Cách tạo dáng nam nhân chất lượng cao của người đàn ông đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, từng có một người đàn ông đăng video tự nhận mình là mỹ nam tử tế và tạo dáng kiểu này lên mạng xã hội. Anh ta còn khoe tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, muốn tìm một phụ nữ chất lượng cao cho tương xứng. Anh chàng nhanh chóng được nhiều người biết đến và thế chụp ảnh cũng được sao chép trở thành xu hướng. Giờ đây ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bắt chước nam nhân này để chụp những bức ảnh hài hước. Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trang phục có màu sắc nổi bật, tóc xoăn cột đuôi ngựa, gương mặt vẫn xinh đẹp thanh tú như mọi khi. Khi tạo dáng này, cô cho người ta cảm giác rất ngầu và ngổ ngáo. Ngoài ra, Nhiệt Ba và Dương Dương còn chụp ảnh cùng nhau với tư thế này. Cả hai được dân mạng suy tôn là cặp đôi chất lượng cao sau màn phối hợp này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!